Đừng bao giờ xuống dưới nước vào lúc 3 giờ sáng trong thế giới Minecraft vì điều đáng sợ bí ẩn này. Và ở đây nó có một cái biển, nó ghi là tưởng nhớ những người đã đi tìm lương thực cho làng. Oh my god. Rất có thể đó nha, bởi vì ngôi làng này đã bắt đầu trở thành một ngôi làng chết đói á, cho nên là các ông dân làng đã đi ra khỏi làng để mà đi tìm lương thực. Nhưng bỗng một hôm, bên dưới cái hồ này có một thứ gì đó, và nó đã ăn thịt hết tất cả những ai dám xuống đây bắt cá hay là thậm chí là để câu cá. Ở đây thì hồ nước này cũng khá là nông, nó không có sâu để đủ làm nhà cho quái vật đâu. Ở đây thì sao nhỉ? Và ôi cái gì đây? Trời đất, hãy nhìn nè. Ở đây có rất nhiều những cái bộ xương người luôn. Hình như đây chính là những bộ xương nhân làng đó. Thử xem đã hả, là liệu đó mình có bắt cá được không nhé. Nhảy xuống nào. Và cái gì vậy?